áo sơ mi mới về nha, chứ còn rất là bước luôn, form dạng oversize nha, từ 50 cho tới 7-80 tiếng hoặc là vô tư luôn nha, dạng là sơ mi tay già. Và họa tiết in là MV nha, rất là sang luôn, cái này mình đi chơi, đi làm, công sở, đi học đều ok nha. Các bạn có thể phối quần kinh đi rách ha, mặc theo phong cách bụi cũng được nè, hoặc là cổ cũng được nè, nó mặc được rất là nhiều kiểu luôn ha. Hoặc là mình có thể phối với những chiếc quần giả váy, mình sơ riêng đóng thùng, mặc đi làm cũng rất là lịch sự nha. Mặc cái quần tây cũng được nữa nè, phong rất là to, phong cực to luôn nha, phong này là 70-80 kg, mặc là vô tư thoải mái luôn ha, bắp tay to và vòng mình rất là to. Có hai màu xanh và màu nâu nha, màu nâu thì nó đi đúng tông của LV, nhìn nó sang hơn, màu xanh thì nó trẻ trung hơn một tí ha. Màu nâu thì mình nghĩ thậm chí có nhiều chị mà tầm 40-50 tuổi mình mặc cũng ok nha. Hai màu để các bạn lựa chọn luôn, giá chỉ có 260.000 thôi.